khi đó em qua Mỹ thì em mới bắt đầu như là quên cái người đó. Sau đó thì cách đây 3 năm em cũng có quen một cô bé ở trên mạng thôi. Em yêu xa không thể bền vững đó chị. Mỹ với Việt Nam là cách nhau nửa vòng. Rồi, chào cả nhà, bạn trai đã xuất hiện đây rồi. Chờ ít phút nữa là cô gái sẽ xuất hiện thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi em trước ha. À, bây giờ cảm thấy trong người như thế nào? Dạ cũng có một phần hơi đồ hộp vậy. Hơi tò mò. Dạ, cũng có thổ rất là tò mò. Đợi một chút xíu nữa Tường sẽ đưa bạn gái ra liền nha. Dạ. Gió lạnh quá. Rồi, hai bạn đã vào vị trí của mình rồi. Chúng ta có thể mở mặt nạ ra rồi đó. Trước tiên là hai bạn hãy tự giới thiệu về mình. Hãy mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em tên là Văn, Đỗ Minh Văn. Năm nay em 27 tuổi. Công việc em đang làm hiện là manager cho safety department của một hãng Setrop. Năm nay là 27 tuổi. Dạ. À, em ở đâu? Dạ, em hiện đang sinh sống ở thành phố Phan Bali. Cách đây bao xa? Cách đây cũng chừng rất gần đây thôi, khoảng 10 mai. Nghĩ chỉ 15 phút nữa là tới đây. Vậy là quá gần. Em qua Mỹ được bao lâu rồi? Em có Mỹ được 10 năm. Rồi, mời em gái. Dạ, xin chào cô Cát Tường, chào bạn nam bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Thị Thanh Bình, hiện tại em 20 tuổi. Em đang là du học sinh, vừa đi học và vừa đi làm. Du học sinh đang học về ngành gì? Dạ, em đang học về tiếng Anh thôi. Tại vì em cảm giác như là tiếng Anh của em không được tốt. Em muốn trau dồi thêm nhiều tiếng Anh thêm. Và sau đó em sẽ học lên, trong tương lai em sẽ học về manager của quản lý nhà hàng hay là một khách sạn gì đó. Qua đây được bao lâu rồi? Qua đây gần 3 năm à. Hiện tại đang ở với ai? Dạ, đang ở với chị gái. Rồi bây giờ mình đi học thôi hả? Là có đi làm gì không? Dạ, vừa đi học vừa đi làm luôn ạ. À. Em đang làm nhân viên cho một tiệm phở. Vì làm part time thôi. Tại vì em đi học là em lấy lịch ban đêm. Như hôm nay là ra đây hẹn hò là cái tiệm phở đã mất một nhân viên đó đúng không? Hôm nay thực chất là ngày off của em. Manager cho ngày off ngày hôm nay nên là hôm nay đi. Rồi em ở chỗ nào, tiểu bang nào, xa gần? Dạ em ở ngay đây, ngay chỗ từ nhà em lên đây tầm 10 phút. Vậy là cũng gần với anh này. Nhưng mà cái địa chỉ đó là cái chỗ nào, nói lên thử. Ở ngay chỗ Garden Road phải anh, ngay đường Euclid với lại Westminster. Ủa vậy là gần nhà em thôi. Ôi hả? Gần nhà luôn hả? Ủa có ngày nào hai người biết nhau không? Cũng có thể. Cũng có thể. Có duyên thì sẽ gặp thôi chị. Ở đây ra vô là chỗ này là cũng cộng đồng người Việt nhiều mà đúng không? Dạ, chỗ người Việt em thấy là đông. Thế là đông, nhiều khi có lúc là hai bạn đã gặp nhau nhưng mà đã vô tình lướt qua nhau. Nhưng trái tim này nó không có ngăn cách chúng ta đâu. Một xíu nữa thôi chúng ta sẽ có thể xóa bỏ cái ranh giới này ngay lập tức. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì, Văn? Dạ, điểm yếu của em là như là khó tính. Lâu lâu cũng hay cọc cằn rồi. Cọc cằn là em cọc với ai? Cũng cọc cằn, nóng tính, như nói chuyện như là khó cách nói chuyện với người khi nóng. Nhưng mà em nóng với ai? Cái môi trường xung quanh em là em nóng với ai? Nhưng nhất là trong lúc làm việc thì điểm mạnh của em là em khá độc lập, tự tin trong công việc. Mình có nghĩ mình là người hơi bị tự kỷ không? Không, nghĩ như là em khá cô lập, sống khá nội tâm. Thì khá cô lập, khá nội tâm nó cũng rất là gần với cái việc tự kỷ. Em không nghĩ em tự kỷ. Trầm cảm gì không? Thì hồi đó cũng có một chút như là người bệnh trầm cảm nhưng mà ở mức độ nhẹ. Như là ngại giao tiếp với người lạ đúng không? Dạ, đúng rồi, ngại giao tiếp với người lạ. Về tình trường của mình thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu của em. Ở Việt Nam hả? Dạ, ở Việt Nam. Mối tình đầu nó mới 16, 17 tuổi thôi đó hả? Dạ đúng rồi, thời trẻ trâu á chị. Chưa tới một năm thì tụi em chia tay. Là khi em qua Mỹ một năm thì dạ, em với cái người ở Việt Nam đó chia tay. Dạ. Lý do? Em yêu xa không thể bền vững á chị. Mỹ với Việt Nam là cách nhau nửa vòng. Thì lúc mà bên Mỹ ban đêm thì lại bên kia ban ngày anh không lại đi làm. Không có chia sẻ, không nói chuyện. Dạ đúng rồi, ít lắm chị. Thời gian là nếu muốn chia sẻ thì bên em là đang học thì anh đang ngủ. Khó thời gian để chia sẻ với nhau. Vậy từ hồi qua Mỹ đến giờ cũng 3 năm thì em có mối tình nào bên này chưa? Em có một mối tình nằm trong dạng tìm hiểu 3 tháng và em thấy không hợp thì em chia tay. Thứ nhất là người con trai đó nhỏ tuổi hơn em. Em có biết người ta nhỏ hơn em không ạ? Dạ, biết. Biết rồi còn tìm hiểu chi nữa là không hợp. Thử à? Thử dạ đúng biết. Rồi, lâu rồi. Muốn cảm giác lại, muốn yêu lại thôi chị, tại vì cũng lâu rồi. Cổ mới có 20 tuổi mà cổ nói giống như là cổ là già lắm, như kiểu như tôi vậy đó. Lâu rồi không muốn yêu và thèm được yêu lại. Rất là dễ thương. Còn em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì nếu mà nói về một mối tình thực sự thì em chưa trải qua. Thì giống như nó không phải là một mối tình thực sự. Thì năm 12 tuổi em có, hồi đó còn bé. 12 tuổi. Chỉ thích một cô bé nào đó tên lớp 11. Thì khi đó em qua Mỹ rồi em mới bắt đầu như là quên cái người đó. Sau đó thì cũng cách đây 3 năm em cũng có quen một cô bé ở trên mạng thôi.
cả hai chưa ở Việt Nam hay là ở Mỹ? Ở Việt Nam. À em cái cô bé đó ở Mỹ ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Quen trên mạng, chưa gặp mặt lần nào. Chưa gặp mặt lần nào. Cũng có thể do khoảng cách có nhiều cái trở ngại thì sau đó cũng là cả hai đều quyết định là thôi. Nhưng mà lý do tại sao ở Mỹ này nè, gần kế bên này, em không tìm được một người nào trong 3 năm trong 10 năm em ở đây? Đó cũng là câu hỏi em tự cũng hay đặt ra cho mình. Mình phải hiểu rồi mình mới khắc phục được. Một phần do thời gian, thì trước đây thì cũng em có đi học, cũng vừa đi học vừa đi làm. Thì bây giờ công việc của em cũng khá là bận rộn. Thì em làm từ khoảng 7 giờ sáng cho tới khoảng 5 giờ chiều. Rồi bây giờ nếu như mà em hẹn hò với cô bé này thì em định sắp xếp cái thời gian của em như thế nào? Em nghĩ là em sẽ sắp xếp được. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bề ngoài là ăn mặc lịch sự, đẹp trai, nhìn sao cho nó bắt mắt. Bắt mắt, dạ đúng rồi. Không có bị hói. Và không có hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không. À, chỉ còn bạn nam đó, cao hơn em. Được, đẹp trai có. Hói thì cũng chưa thấy gì, cũng có tiềm năng chút xíu nhưng mà cũng không vấn đề gì. Kiểu dạng như là trí thức, thông minh. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Lăng nhăng, nhận em gái mưa hay giấu giếm em. Bạn này thì chị nghĩ không có nhận em gái mưa em cái gì đâu. Em gái thiệt mà ảnh còn chưa nhận nữa em gái mưa gì. Thời gian tập trung cho công việc hơi nhiều. Rồi bây giờ ảnh có đem thêm một tấm hình nè. Theo những cái gì nãy giờ ảnh chia sẻ thì em có thể hình dung, em có thể tìm thấy ảnh trong nhóm người này hay không. Em hãy cho bạn gái vài cái gợi ý về mình để cho bạn ấy có thể dễ nhận dạng. Về ngoài thì không quá trẻ trung. Thứ hai. Già trước tuổi. Thứ ba. Con người như là khá nội tâm, nhìn là có thể nhận biết được. Nhìn cái người mà có thể nhận biết, nhìn cái hình có thể nhận biết được nội tâm. Anh có bị cận không anh? Hỏi nhiều quá, tao chỉ cho có 3 điều thôi, không có hỏi thêm. Hãy đoán đi, hãy dùng tất cả các giác quan của người phụ nữ. Trong tình đó có ít người đeo kiếm, cho nên anh không có trả lời được. Thử xem, nhiều khi không trúng ảnh mà trúng bạn ảnh ngồi sau lưng kìa. Trong đây có một người mang kính, chắc em nghĩ là ảnh. Đâu, đưa chị coi, một người mang kính có thể là ảnh. Và chị hồi nãy chị Cát Tường có nói là em nói em không có hỏi chị Cát Tường, chị kêu là anh dáng hơi cao, họp hơi dọ, nhìn hơi trí thức. Cái đó là theo suy đoán của em thôi. Sao, cảm nhận em như thế nào? Em đã đoán đúng rồi. Hay quá. Bữa nay sao mấy cô gái mình hay vậy ta? Ai nhìn hình mà đoán được, trong khi Tường ngồi đây nè, ngồi trực diện Tường còn không đoán được nữa mà hai bạn có thể đoán được nhau. Mẫu người bạn gái em muốn tìm là người như thế nào? Thì mẫu người của em cũng đơn giản thôi, ngoại hình ưa nhìn, không cần phải như là quá đẹp, không cần phải quá hot. Thì chiều cao thì em nghĩ chỉ cần thấp hơn em bao nhiêu cũng được, cũng không quan trọng quá là chiều cao. Với lại ghen, phải là ghen đúng lúc, chỗ, với lại... Em có làm gì không mà em có sợ người ta ghen? Em nghĩ vậy, chẳng hạn như là có một ngày nào đó em đi làm, em về trễ, quá trễ. Thì như em hỏi là em đang làm gì, em đang ở đâu? Như hỏi như một cách như tế nhị, như không phải gặng hỏi như tại sao giờ này anh chưa về. Kiểu tại sao em không tự chia sẻ để trước khi cổ phải ghen, ví dụ như em ơi bữa nay anh về trễ nha vì anh gặp người đó người kia người nọ, tại sao em phải để cho người ta hỏi anh chi cho nó mệt vậy? Nếu mình mỗi người cứ khư khư giữ cái tôi của mình không thì rất khó để hòa hợp được. Bây giờ thì Tường sẽ mở cửa trái tim ra dành cho hai bạn ít phút để trò chuyện. Cố gắng lên nha, thẳng lưng lên cho đẹp trai nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ có ít phút được trò chuyện trực tiếp với nhau qua mảnh ghép của trái tim như thế này. Chào anh. Hãy tự nhiên, hãy có khoảng thời gian thật là lãng mạn nha. Có quà gì đó cứ tặng nhau lên, tự tin lên, lãng mạn lên. Quà anh nhận cho em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thực chất cái cây này á là hôm qua em mua, nhưng mà nó ở ngoài là cái hộp nó rất là xấu. Và em tự tay em làm, bứng ra và em trang trí. Và em tặng anh. Nhìn có thể biết là cái này gì là... em biết rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, sao anh có hỏi gì về em không? Thì biết sở thích của em là gì? Sở thích của em là em thích ăn và thích ngủ và hay nghe nhạc. Nghe nhạc? Dạ. Biết thể loại âm nhạc mà em hay nghe là như thế nào? Nhạc nào vui vui anh, nhạc buồn thì nó sầu quá, nó thảm quá. Buồn thì sao? Em có hay nghe nhạc không lời hay là nhạc piano? Em nghe nhạc có lời. Mấy cái bài hit ở Việt Nam hầu như em đều nghe hết. Thì như sở thích có thể cũng một phần là cái như sở trường của anh là anh có chơi piano. Có gì thì anh chơi piano thì em hát cũng được, tại vì em là người hát không hay nhưng mà em hay hát. Thì anh có chơi piano trên YouTube, và anh có làm một hai cái album trên Apple Music thì em có thể là nó nghe là... Mỗi khi anh nóng giận á, thường anh sẽ làm gì và để giảm cơn giận đó xuống? Em nghĩ là em sẽ giữ im lặng. Giữ im lặng. Hoặc là ngồi đâu đó suy nghĩ lại, nghe những bản nhạc
em nghĩ lúc đó có thể dần sẽ giảm xuống. Em cũng là một người nóng tính, thế là khi anh chia sẻ là anh cũng là một người nóng tính, em cũng hơi sợ, tại vì lúc mà em nóng tính lên anh cũng nóng tính lên, rồi không biết lúc đó anh có nhường em hay không. Em nghĩ anh nóng tính mà không có nghĩa là anh dễ nóng tính. Anh có thích nấu ăn không? Dạ, anh biết nấu ăn chứ. Anh biết nấu ăn hả? Thì dù xưa anh cũng như em thôi, anh cũng có đây năm 17 tuổi, anh cũng có đi làm nhà hàng. Em là một người nói rất là nhiều và nói có thể nói suốt ngày suốt đêm luôn, nên là anh ít nói chắc em nghĩ là anh cũng chịu đựng khi em nói. Không được, người ít nói thì cũng phải có một người nói nhiều chứ, những người vui quá. Thì cả hai cùng im lặng là thấy là khó. Dạ đúng rồi. Rồi, vài phút riêng tư đã hết rồi ha. Gì vậy, anh tặng em cái gì vậy? Anh tặng cho em một quyển sách nói về piano. Tại sao lại tặng cuốn sách về piano? Tại em có chơi piano. Em có thích chơi đàn piano không? Dạ, em thích nhưng mà em cần người dạy hơn. Dạ, nên là có gì nhờ anh. Dạ, cứ dẫn chị. Có thể dự đoán được bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Thì những này chỉ cần thật lòng với nhau. Bản thân em ấy, hồi nãy cô nói là cô không vài năm, 3-4 năm nữa, nhưng bản thân em thì em nghĩ cái kế hoạch của em trong cuộc sống này như thế nào? Khi nào em kết hôn được, rồi em sẽ sống lấy vợ, rồi em sẽ sống sinh sống ở đâu như thế nào? Thì em đã chuẩn, em cũng đã nghĩ tới chuyện lập gia đình cũng đã khá lâu. Em nghĩ là em có thể chuẩn bị ready bất cứ lúc nào. Ok. Rồi, bây giờ chị Tường có một sách bài như thế này ha. Trong đây là những cái yêu cầu mà chúng ta dành cho đối phương của mình. Bây giờ các bạn sẽ mình bốc cái yêu cầu gì thì đối phương phải làm cái điều đó. Ngược lại bên đây bốc thì mình cái câu hỏi gì mình sẽ làm cái điều, thực hiện cái điều đó. Các bạn đồng ý không? Dạ. Yeah. Rồi, mời em gái trước. Hãy đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Bạn hãy thể hiện một khả năng khiếu nổi bật nhất: hát, đọc thơ, MC, giả giọng. Bạn này thì có năng khiếu mình biết rồi đó, là chơi đàn piano, nhưng rất tiếc ở đây không có cái đàn piano. Ngoài cái điều đó ra, em còn năng khiếu gì em hãy thể hiện cho bạn gái xem. Nếu như trong trường hợp này nên hát. Nên hát, đúng rồi. Thì... hát là dễ nhất rồi đó. Một tràng pháo tay, khích lệ tinh thần. Dạ, vấn đề là em cũng không nghe nhạc gì, em suy nghĩ xem. Hát thì em cũng có đàn nhưng mà em cũng chưa bao giờ em hát với đàn. Đàn được là hát được, kinh nghiệm của tôi là đàn được là hát được. Một đoạn thôi. Tháng tư đôi khi thật mong mấy, em có đi xa, em có đi xa mãi. Tháng tư thôi thì thật mong mấy, để lại nỗi đau những đêm giá vờ. Em nghĩ chị nhớ được. Bạn hát mỗi sợ người ta nghe được hay sao á. Em biết bài hát là bài gì không vậy? Dạ, bài đó là bài tháng tư là lời nói dối của em, của Hà Anh Tuấn. Ủa vậy luôn em, hả? Em thích bài đó. May quá, em anh hát mà em nghe được cái bài đó cũng là một cái thành công. Em chấp nhận cái sự thể hiện của anh vừa rồi không? Dạ, tạm chấp nhận. Dạ. Tạm thôi chứ chị là chị thấy chưa được đó. Bạn hãy khai thật bạn thích nhất điểm nào trên khuôn mặt của đối phương và không thích nhất điểm nào của đối phương. Cái này là nói thẳng nói thật không đó nha. Người ta nhận xét mình cũng đừng buồn nha. Không, em thích thật. Rồi nhìn kỹ vào. Thích nhất điều gì trên gương mặt này và cái gì không thích ở trên gương mặt này? Em thích nhất là cặp chân mày. Trời ơi, cặp chân mày. Đâu, tôi qua từ góc nhìn này tôi nhìn coi. Cặp chân mày. Mày rậm ha. Dạ. Rồi, tiếp. Cái gì không thích? Không thích là... em nghĩ anh không có gì mà để em không thích hết. Tại vì đầy đủ tất cả mọi thứ. Không bị tích, không bị gì hết. Không bị gì hết. Dạ. Bị hết thật, phải không? Anh sẽ thành thật cho nên. Dạ, không, cái đó em nói thật. Rồi cái vụ hồi nãy em nói hói hay sao? Vậy có hói không? Hay là ok? Cái này giống như là thêm suy nghĩ là chán cao học giỏi. Mắt mũi miệng ok hết luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ghê vậy, râu em thích luôn hả? Anh cạo vậy là được rồi, đừng có để dài quá, em hơi sợ thôi. Rồi, vậy là em hoàn hảo trong mắt cô ấy. Cô ấy không chê vào đâu được, nhưng bấm nút hẹn hò hay không chưa biết nha. Đừng có nghe người ta khen vậy mà mừng. Nói chung có những người có những cái gương mặt á, mắt mũi miệng người ta xấu, nhưng mà góp chung vô gương mặt ta rất là dễ thương. Nhưng mà có những người nhiều khi là cái mặt mắt mũi miệng đẹp hết á, nhưng mà góp chung vô gương mặt không có dễ thương. Em có nghe điều đó chưa? Dạ có rồi. Hy vọng em là không phải nằm những cái vế đó. Em là mắt mũi miệng đẹp hết, vô chung gương mặt đẹp tuyệt luôn, hoàn hảo dữ vậy hả ta?
Nãy giờ tôi nhìn mà tôi không biết là em hoàn hảo như vậy luôn trong mắt cô ấy luôn á. Em cũng không nghĩ là em hoàn hảo tới mức như vậy. Rồi, ok. Như vậy là cũng trao đổi với nhau thật là vui rồi ha. Bây giờ mọi người hãy nói cho đối phương nghe hoặc là nhận xét về cô ấy, nhận xét về anh ấy, hoặc là cảm xúc thật sự trong lòng mình. Ở lần đầu tiên gặp mặt này mình cảm thấy như thế nào? Mình cảm nhận cái cuộc gặp gỡ này như thế nào? Mình mong muốn điều gì? Mỗi người 30 giây hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói cái điều thật lòng nhất mà mình nghĩ hiện tại phút này, để chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, mời em trai. Theo anh thì anh nghĩ là em một cô gái độc lập, nhưng cũng có một chút cá tính. Thì những gì em đang trải qua bây giờ anh cũng thấy cũng là giống như anh hồi xưa đã trải qua, như giống như em vậy. Thì em cũng có đi học, đi làm, nó khá là độc lập, khá là mạnh mẽ, cũng có ý thức học, cũng có ý chí cầu tiến. Thì anh thích là những mẫu người như vậy. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Không có một cái cảm xúc gì của mình, em cảm nhận về cô ấy như thế nào? Trái tim em có cái chút xíu gì, nó có một cái mách bảo gì, đây là cái người mình đang tìm hay không? Có rung động một xíu nào hay không? Hay là nó như thế nào? Dạ, rung động thì chắc chắn là có. Rồi, mời em gái. Hôm nay đến với chương trình này em rất là vui vì được gặp được anh và gặp cô Cát Tường. Cảm xúc hiện tại của em thì em cảm giác được là anh này sao mà gần thân thuộc với em. Dạ, chắc là do hai nhà gần nhau nên là em nghĩ gần như vậy. Em nghĩ anh là một người ấm áp, một người ấm áp và có thể che chở cho em. Hay quá. Cảm ơn em. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Cảm xúc rung động mới bấm, còn không, không bấm. Hãy dành cái quyền ưu tiên lại dành cho những người khác, những người rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian, cảm ơn hai bạn. Quý vị rất là vui đúng không ạ? Và hai mảnh ghép của trái tim đã cùng sáng đèn. Như vậy là hai bạn có thể tạm thời về một phía. Tôi chưa dám nói về một nhà, chỉ là về một phía thôi. Hãy nắm tay nhau ở cái cảm nhận đầu tiên. Đây là cơ hội đầu tiên mà chương trình dành cho hai bạn nhé. Một nụ hôn đầu tiên để ghi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản hẹn ăn trưa. Chúc hai bạn sẽ sớm báo được tin vui cho chị Tường và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Tức là tiết kiệm không phải là cái dạng mà tay thì ngắn mà túi thì sâu, mà tiết kiệm là mình biết tính toán, chuẩn bị cho những cái tương lai của mình về sau. Cũng ngủ thì em lăn tùm lum á chị. Nói em ngủ em cũng ngáy chứ. Dạ thì cũng có cái này cũng hơi ấy là ngủ ngáy. Cưa dữ lắm nha, cưa bom lắm đó, em chịu nổi không? Cho nên là nếu mà lấy nhau về là mình phải ngủ trước, chứ mà mình ngủ sau là mình thức luôn đó. Là một kỹ sư xây dựng ngôi nhà mơ ước của bạn, khi lấy vợ như thế nào? Sổ tiết kiệm hiện tại bao nhiêu? Là một kỹ sư xây dựng thì bạn đã xây dựng cái ngôi nhà mơ ước của mình đó. Trong tương lai là như thế nào? Một ngôi nhà tương lai của em muốn có một cái sân ở giữa. Thứ nhất là nó tách biệt cái không gian với bên ngoài, nó tạo ra cái sự yên tĩnh bên trong. Thứ hai là nó gần gũi thiên nhiên. Em rất thích cái kiểu vườn của Nhật Bản. Và bây giờ thì các trường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái của chúng ta vào đây quý vị nha. Rồi, ngồi ghế nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào hai bạn. Chào chị Cát Tường và chào bạn. Em tên là Trần Viết Cường, là hiện đang làm kỹ sư xây dựng và em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỹ sư xây dựng là mình ngồi làm việc văn phòng hay là mình đi ra hiện trường? Thường một năm em sẽ 90% thời gian là em làm ở văn phòng và khoảng 10% thời gian mình ra công trường để mình kiểm tra các ca nhà thầu hoặc là đối tác. Công việc này mình làm lâu chưa? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi. Rồi mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường và chào bạn bên đó. Em tên là Ngô Thị Nguyệt, em đến từ Quảng Ngãi. Năm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Ngoài ra thì em có kinh doanh thêm các mặt hàng về mỹ phẩm á chị. Kinh doanh ở đâu em? Kinh doanh online. Kinh doanh online thêm mỹ phẩm. Dạo này nghề này lên hương lắm, làm nghề này dư tiền nhiều lắm. Có bao giờ ra Quảng Ngãi chơi chưa? Chưa có cơ hội, nhưng mà em cũng nghe Quảng Ngãi có những thứ rất là nổi tiếng như là tỏi cô đơn. Phải không em? Đúng không em? Dạ. Tỏi Lý Sơn của Quảng Ngãi đúng không em? Trước em làm cái công việc kỹ sư xây dựng này mới 5 năm vậy, trước đây em làm gì? Lúc đó thì em vừa tốt nghiệp đại học bên ngành địa chất, nhưng mà lúc đó nó bị
cái khủng hoảng kinh tế năm 2008 á, nên rất là khó khăn kiếm việc làm. Thì sau đó em quay lại trường, em tiếp tục học thêm xây dựng. Học thêm xây dựng là học sao? Học dạ, tức là tại vì hồi đó trường Bách Khoa nó có chương trình nối tiếp, tức là mình học xong chương trình bên trong đại học rồi. Dạ, trong một chương trình khác nó có, thí dụ như mình đã học những môn đó rồi thì cái chương trình đào tạo của cái xây dựng, nếu mà nó có những môn đã học rồi thì nó không phải học nữa, nó chỉ cần học những môn chuyên sâu thôi. Rồi học ở đâu? Vẫn học trong trường đó luôn? Dạ, vẫn học Bách Khoa. Mấy năm nữa? Dạ, khoảng 3-4 năm. Rồi là ra là đi làm luôn, 5 năm tới giờ luôn. Dạ. Ok. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Dạ, điểm mạnh thì nói chung là công việc thì em khá là siêng. Em có thể em làm đến khuya hoặc đến sáng cũng được. Đó cũng là cái công việc mà bình thường ở công ty. Nhưng mà em đã đặt mục tiêu ra rồi thì em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Có một cái em không biết là ưu điểm hay nhược điểm, đó là cũng khá là cầu toàn. Em thường em sẽ chọn những cái giải pháp mà nó an toàn nhất có thể. Rồi một cái nữa là em cũng thích tìm hiểu, cũng biết một khá nhiều thông tin trên thế giới, hoặc là những cái địa điểm mà du lịch, hoặc là những cái nơi đó nó có những cái truyền thống văn hóa như thế nào. Đọc trên sách báo hay là mình nghiên cứu, hay là mình đã được đi được tới những nơi nào rồi? Em đọc trên sách báo, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ồ, ghê vậy, giỏi tiếng Anh. Dạ, tại công ty của em là công ty của nước ngoài nên nên cái đó thì công ty nước nào? Công ty mẹ thì ở Anh, nhưng mà chi nhánh thì tụi em trực thuộc Hồng Kông. Mình được đi tới đó được lần nào chưa? Dạ, năm ngoái em đã ở đó 4 tháng làm việc. Ở đâu? Ở bên Hồng Kông. Vậy là coi như là mình cũng có thăng tiến trong công việc, và công việc cũng có cái môi trường để mình đi, đi đây đi đó đúng không? Ở Việt Nam đi nhiều chưa? Dạ, Việt Nam thì em đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang. Ở những trong khu miền Nam này thì em đi khá khá. Nhưng mà em chưa đến Kiên Giang. Sắp tới thẳng tới Quảng Ngãi cho chị. Dạ. Nha. Rồi, còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Và em thích nấu ăn, với đọc sách và thích chơi thể thao. Còn điểm yếu là... Chơi thể thao là chơi cái gì? Em tập gym. Cái tưởng có tập gym nữa hả? Tập gym được bao lâu rồi? Dạ cũng mới tập thôi chị. Ra ra thì em câu lạc bộ tập hay là tự tập ở nhà? Dạ ra câu lạc bộ. Wow, có tinh thần thể thao, giữ gìn sức khỏe. Em có được đi đây đi đó nhiều nơi như anh này không? Dạ em thì đi du lịch chỉ với là mỗi khi cơ quan một năm mới cho đi một lần á chị. Rồi đi chơi với nhóm. Nhưng mà em không có đi nhiều, đi những cái địa điểm mà trong nước thôi. Với lại Tết thì em về quê. Có cơ hội em có sẵn sàng cùng bạn trai đi khắp nơi không? Dạ nếu có cơ hội thì em thích. Điểm yếu của em là gì? Nóng tính với lại thẳng tính, hơi mất lòng những người xung quanh. Nhưng mà em biết lắng nghe và sửa chữa. Ra ai cũng có khuyết điểm hết. Nếu mình biết được cái khuyết điểm của mình và mình điều chỉnh lại thì nó cũng không đến nỗi nào. Thế còn đi làm nhiều như vậy rồi mình có thời gian để yêu đương hay không? Tình trường mình như thế nào? Thì lúc cách đây 2 năm thì em cũng bắt đầu quen một bạn. Rồi cũng qua sau 2 năm thì mới năm ngoái thì sau chuyến mà đi công tác ở bên kia về thì tụi em chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Dạ do cái vấn đề về khác biệt cách nhìn nhận cái cuộc sống với lại cái chi tiêu đồ này nọ. Nó càng lúc nó càng tách biệt ra nữa. Cụ thể một vài cái sự việc mà dẫn đến gãy đổ chia tay. Quan điểm về mẹ chồng nàng dâu. Rồi sao? Dạ. Bạn đó quan điểm sao? Em bạn, quan điểm sao? Bạn đó thì cứ coi những cái phim như là Sống Chung Mẹ Chồng hay này nọ để chị rồi cứ bị ám ảnh rồi nói anh phải về anh mua nhà để hai đứa mình sống riêng rồi này nọ. Thì mình chưa đủ tài chính để mình làm cái đó. Thì em nói là mình có thể mình về mình sống chung với lại ba mẹ anh một thời gian. Rồi sau đó mình sẽ cố gắng mình dành dụm, rồi mình cố gắng mình mua một căn nhà để mình sống được. Không phải là mình muốn mua là mua. Thì bạn đó cứ một là mua nhà, hai là cứ coi nói em về ba cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu nói em không sống được hay cái gì đó. Thì nó dần dần nó rạn. Thật ra cái này thì chị không biết cái sự việc em kể như thế nào, nhưng mà sẵn tại vì bạn trai kể thì Tường cũng có một vài cái ý kiến về cái việc này luôn. Thật ra phim ảnh mẹ chồng nàng dâu mình coi phim ảnh giải trí thôi. Thật sự trong cuộc sống nó cũng có những cái tình huống như vậy. Nhưng mà thật ra cũng không phải là bà mẹ chồng nào cũng như vậy. Mà cũng nàng dâu cũng phải như thế nào nó mới ra được cái mẹ chồng chằn ăn chăn quấn thì nó cũng như nhau, nó gì nó cũng có đôi có cặp hết trơn á. Cho nên mình sống mình phải hướng đến những cái điều tốt đẹp. Chứ mình bị ám ảnh bởi những cái điều nó không tốt đẹp trước tiên chưa có thấy biết có hay không mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình trên cái lúc hiện tại. Ai lấy chồng thì cũng muốn được có một cái mái ấm gia đình riêng. Nam cũng vậy nữa chứ không phải là nữ riêng, tại ai cũng muốn có một cái không gian riêng. Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp, từng hoàn cảnh gia đình. Chứ nếu mình áp đặt mình bắt cái người bạn trai tách ly với gia đình của người ấy, mà nếu cái người bạn trai nào theo như Tường nghĩ nha,
mà chấp nhận làm theo những cái yêu cầu nó có hơi phần, nó hơi quá đáng của bạn nữ, thì cái người bạn trai đó với chị cũng không trân trọng. Bởi vì nếu gia đình họ, ba mẹ họ mà họ chưa có một cái gì đó nó toàn tâm toàn ý thì cũng chưa chắc sau này cái người bạn trai đó sẽ lo toàn tâm toàn ý lo do cho gia đình riêng của mình. Cho nên đối với chị thì cái hiếu đạo và cái tình nghĩa nó cũng phải được song song để đưa lên bàn cân để mà cân nhắc. Nếu mình yêu, mình hiểu thì chúng ta nên cùng nhau ngồi lại để đưa ra những cái giải pháp tốt nhất. Chứ chưa gì hết mà thôi em không ở với nhà anh, vô nhà anh chắc em ở không được, mẹ anh dạy ba anh kia, gia đình đó có ở cũng khó hạnh phúc lắm em. Dạ. Nha, đồng cảm với cái chia sẻ của em mà cũng đừng ai ném đá tôi nha, tại vì tôi vẫn nói thẳng luôn. Em quan điểm như thế nào về việc làm dâu? Em không ngại về cái việc làm dâu. Nếu như mà đủ yêu thương cái người đối phương của mình thì em nghĩ rằng làm dâu cũng tốt. Tại vì khi mà đi làm công việc thì khi sinh con nữa thì có ba mẹ thì sẽ phụ giúp cho mình cái việc đó. Đúng. Chị nghĩ nhiều khi thời gian đầu mới lấy nhau mà cuộc sống mình chưa ổn định, rồi con có là liền, đúng không em? Hai vợ chồng ai cũng đi làm mưu sinh, có ông bà rất là đỡ luôn. Không kể đó là bên nội hay bên ngoại. Thí dụ có hoàn cảnh mình ở được với ba mẹ của mình ở. Dạ. Có những trường hợp mình neo đơn, mình ở gia đình vợ vẫn được. Đừng có ngại chuyện làm dâu hay làm rể. Bởi vì nước mà từ trên đổ xuống, ba mẹ nào cũng thương con cái hết trơn. Tùy theo cái hoàn cảnh mỗi nhà thì nó sẽ có một cái giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất cho gia đình của mình. Rồi, cảm ơn em. Vậy tình trường thì em như thế nào? Em thì em trải qua một mối tình. Em quen được bao lâu? Dạ, biết nhau thì khoảng 2-3 năm, nhưng quen thì cái người đó lăng nhăng nên là tụi em chia tay. Ảnh lăng nhăng là lăng nhăng như thế nào? Rồi em bắt gặp hay là em nghe người ta đồn? Hay là em tận mắt chứng kiến hay là như thế nào? Dạ, tại vì em với người đó là làm chung. Có nghĩa là những cái người mà người đó nhắn, có nghĩa là quen em rồi thì vẫn nhắn tin rồi qua lại với nhiều người khác. Em thì thấy nè, cơ quan của em là tinh thân hết á, nên là những cái người họ nói, biết họ nói với em, với lại cái cảm giác, với lại cái giác quan của người phụ nữ, với lại em cũng hỏi cái người đó. Thì người đó cũng có nói, rồi sau đó là em cũng không có chủ động chia tay đâu, mà người đó là chủ động chia tay, bảo là không hợp. Người đó chủ động chia tay với em luôn. Rồi sau đó là có quay lại nhưng mà em không đồng ý. Là một mối tình duy nhất đó thôi đó hả em? Dạ, còn trước đây thì em có thích nhiều người. À, mình thích thôi. Dạ. Còn đó gọi là cái mối tình. Mình chia tay cách đây bao lâu rồi? Em chia tay cách đây 2 năm. Thôi thì câu chuyện nào cũng qua, em cũng chia tay lâu rồi phải không? Một năm. Một năm rồi. Thế bây giờ mình bắt đầu cho một cái mối quan hệ mới. Thế thì em mong muốn tìm một người như thế nào? Trước mắt là bạn gái, có cùng một cái quan điểm sống, tức là mình phải tiết kiệm. Tức là tiết kiệm không phải là cái dạng mà tay thì ngắn mà túi thì sâu, mà tiết kiệm là mình biết tính toán, chuẩn bị cho những cái tương lai của mình về sau. Tại vì sau này có nhiều thứ như là vợ chồng, ba mẹ, rồi sau này lỡ có bệnh tật, ốm đau bệnh tật, rồi có con có cái nữa. Khi mà sinh một đứa nhỏ ra nó tốn rất là nhiều chi phí. Đúng. Do đó mình phải nghĩ đến những cái chuyện tiết kiệm và nhìn thân ái với mọi người. Em thì bây giờ thì em sau những cái mối quan hệ thì em suy nghĩ là chủ yếu là phải hiểu và đồng cảm với nhau. Đối với em thì có những lúc em đi làm về trễ tùy theo dự án. Nếu mà lúc gấp gáp thì có thể là đến 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng gì đó, thì cũng mong là cái người bạn gái hiểu. Chứ còn qua cái chuyện lăng nhăng thì em cũng kỹ lắm, tại vì mấy thằng ế thì nó cũng ghét mấy thằng mà nó lăng nhăng lắm chị. Mình không có mối nào mà nó nhiều mối quá. Rồi, cũng hiểu, có nghĩa là em cần một cái người phụ nữ mà chu toàn, biết chăm sóc cho cái gia đình, lập một cái quỹ, đúng không? Dạ. Để mình chi tiêu nó hợp lý. Dạ. Lúc nào mà để cho cái cuộc sống nó hiện tại nó vẫn tốt, nhưng nó cũng có những cái quỹ dự phòng. Dạ. Để rủi ốm đau bệnh tật gia đình đôi bên, con cái thì mình còn có mình để trở tay cho kịp. Nhưng mà về ngoại hình thì em mong muốn một người bạn gái như thế nào, là có cái tiêu chuẩn gì không? Cái duyên tới thì nó tới, chị quen lâu thì lại có tình nghĩa. Chứ đâu phải là cứ đẹp là tới được. Đúng rồi, lia thia quen chậu vợ chồng quen. Dạ. Hơi rồi, thế còn em? Em mong muốn người bạn trai là cao 1m65 trở lên. Quê thì từ Đà Nẵng trở vào thành phố Hồ Chí Minh. Có nụ cười đẹp, mặt thì phúc hậu. Phúc hậu, quá phúc hậu. Dạ. Sao nữa? Hài hước một xíu chị. Với lại thoáng, hơi thoáng một xíu. Thoáng là sao chị chưa hiểu từ thoáng? Là, có nghĩa là đừng có tính toán chi ly quá đó chị. Em nghĩ như thế nào gọi là cái người mà đàn ông mà chi ly tính toán quá, là ý là cụ thể nó như thế nào là em không thích? Giống như là quán xuyến chuyện đi chợ rồi mua bao nhiêu rồi phải khai báo rồi. Dạ, khai báo á chị. Chị nghĩ thì không có cái điều đó đâu. Có nghĩa là người đàn ông người ta sẽ giao hết những cái quyền chi tiêu trong gia đình cho người vợ, nhưng người ta mong muốn cái người vợ là cái người biết chi tiêu một cách hợp lý.
là nó khác nha. Còn cái người đàn ông mà gọi là cái đó chỉ đối với chị gọi là quá ti tiện và chi tiết. Ví dụ sáng nay đưa phát 100.000 đi chợ rồi về là tôm thịt cá cua rồi còn nhiêu 20, 30 để đâu, cái đó là không có được, đúng không? Ví dụ những cái chuyện lớn trong gia đình như là xe cộ, nhà cửa, mua cái tivi, mua cái tủ lạnh, hoặc là học cho con, định hướng cho con, thì những cái đó phải là cái sự thống nhất của đôi bên. Nhưng còn những cái lặt vặt trong nhà, tô chén na sau thao nồi ăn uống thì không cần thiết người đàn ông phải xen vào. Rồi đâu, bây giờ cho chị coi hình ảnh hai bên đây nè. Lựa đi em. Một chàng trai sinh năm 87 đang làm kỹ sư xây dựng, còn bên đây một cô gái sinh năm 86. Anh này. Tại sao em chọn anh đó? Cái cảm giác của em. Cảm giác. Em nghĩ là người này. Cảm giác có thể đúng mà cũng có thể sai. Em chọn ai? Cô này không. Rồi, cứ cầm đó đi. Giờ tôi cũng không thấy đường luôn. Mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cảm nhận ngày hôm nay của chúng ta dành cho nhau có đúng hay không các bạn nha. Sao? Em bị sai. Em trật lớp rồi. Thế còn em? Em cũng trật luôn. Trật luôn rồi. Hai người đều trật hết. Như vậy là cảm nhận chưa chính xác. Nhưng mà thật ra khó lắm. Cái hình khó nhìn muốn chết luôn hà. Nhưng mà khi gặp nhau, cái cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Nó hơi khó diễn tả. Khó diễn tả thì tặng hoa trước đi rồi diễn tả sau. Dạ. Nó chưa quen hơi, chưa quen hơi. Dạ, chưa quen hơi. Rồi, mời chưa. Em bữa đầu gặp mặt anh cũng có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Rồi, phần trao đổi quà. Về đi, về chỗ đi rồi chị hỏi. Ủa, cuốn sách gì vậy em, tựa gì vậy? Dạ, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Ồ, tại sao lại tặng anh cuốn sách này? Dạ, em muốn bạn đọc cuốn đó thì sẽ hiểu hơn về tâm lý của đối phương. À, có bao giờ đọc sách không? Thường em đọc sách kỹ thuật. Một lần thử đọc sách để tìm hiểu tâm lý đàn ông, đàn bà thử coi nó như thế nào nha. Dạ. Tại sao em tặng món hoa này? Thường người ta tặng bạn gái tặng hoa hồng. Cảm nhận em thấy đẹp. Cảm nhận thấy đẹp, có thể trong trắng, ngây thơ, hồn nhiên, không có tội gì hết. Được rồi, thôi bây giờ là cũng chưa quen nên hai bạn còn ái ngại. Dạ. Chị Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn có một cơ hội để tiếp xúc với nhau, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Ôi, thơm quá, đồ ăn rất ngon quý vị nha. Đây là món bò nướng đá của nhà hàng Vị Ngon. Hai bạn cứ vừa thưởng thức ha, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Hiện tại mình đang làm việc ở phường mấy, ở quận nào em? Em làm ở quận nhất ha, đường Lý Tự Trọng. Đường Lý Tự Trọng. Em làm bên em làm ở trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông ở thành phố anh. Anh thường đi du lịch hả anh? Mỗi năm anh sẽ dành ra một số tiền giống như một cái quỹ để mà sắp xếp cho gia đình mình đi du lịch, và tương lai có thể là vợ con nữa. Nhà anh đông anh chị em không? Anh có hai anh chị em nữa, thì có một đứa em gái và một người anh trai. Còn em thì có hai chị em. Em thì có ba chị em trai với lại em gái rồi. Thì sau bữa hôm nay thì em muốn mình sẽ cái tức là nó mình sắp xếp cái thời gian gặp nhau như thế nào? Dạ, thì em làm thì thứ bảy chủ nhật đó là em được nghỉ. Dạ, tức là buổi tối thì em cũng rảnh. Anh quan điểm như thế nào về hôn nhân? Trước tiên nó là kết hợp giữa hai người. Mỗi gia đình đều sẽ có thêm một người con. Tại hôn nhân á, nó không phải chỉ có tình cảm yêu đương, nó còn có tình nghĩa bên trong nha. Những cái đó nó sẽ gắn bó hai người với nhau. Rồi con cái nữa. Có thể là lúc đầu quen nhau thì nó hai người dành thời gian cho nhau rất là nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu kết hôn rồi, áp lực công việc hơi lơ là chút dành cho cái người chung sống với mình. Rồi đến có con, người phụ nữ phải lo cho con, rồi người đàn ông phải lo kiếm nhiều tiền hơn để mà chăm sóc cho gia đình, thì nó còn ít thời gian cho nhau hơn nữa. Nhưng mà sau trong đó nó phải có một cái mối dây liên kết để mà giữ cho cái gia đình ổn định. Để có cái đó thì phải hiểu nhau. Sau này ví dụ như có con cái thì em tính những cái vấn đề mà phát triển cho con cái như thế nào? Cũng quan tâm đến cái việc giáo dục con cái. Thì em nghĩ là mình sinh con thì xong ra thì cũng là điều kiện mình tới đâu thì mình lo cho con tới đó. Ngoài việc đi làm ra, anh ở nhà anh có phụ mẹ rồi công việc nhà có, rồi không? Có. Dạ. Thì anh sống chung với ba mẹ từ đó đến giờ. Dạ. Hiện giờ giá nhà đất thì nó cao quá. Nên dạ. Với lại cũng chưa có lập gia đình, nên anh em cứ sống chung với ba mẹ vậy thôi. Em thì luôn hướng về gia đình của mình. Anh có thích chơi thể thao không anh? Anh cũng hơi làm biếng chơi thể thao. Anh chỉ có cái là mê game. Nhưng mà
À, không phải anh chơi game online mà lậm như mấy người khác. Giống như là trước khi đi ngủ mình chơi game cho nó thư thái đầu óc rồi mình đi ngủ. Rồi, ăn chưa? Nãy giờ có ăn miếng nào chưa? Dạ ăn rồi chị. Ngon không? Dạ ngon. Ôi, đói bụng muốn chết luôn cái giờ ăn trưa mà. Rất là đói bụng luôn mà ăn những món ăn ở đây rất là ngon thưa quý vị. Nhưng mà nãy giờ ăn cũng có trao đổi thông tin được nhiều rồi phải không? Dạ. Nãy giờ em kể mà chị chưa nghe em kể tật xấu của em luôn nè. Thì nãy giờ chị đi vòng vòng, chị điều tra lý lịch của em rồi đó. Em có tật xấu gì em khai thiệt đi. Dạ thì có cái là em cũng hút thuốc với lại... À, hút nhiều không? Dạ cũng không nhiều chị. Ngày hút nhiều? Dạ chắc dưới nửa gói thôi. Ngày hút dưới nửa gói. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì cũng có cái này cũng hơi ấy là ngủ ngáy. Cưa dữ lắm nha, cưa bom lắm đó em chịu nổi không? Cho nên là nếu mà lấy nhau về là mình phải ngủ trước. Chứ mà mình ngủ sau là mình thức luôn đó. Dạ em thì em ngủ là em ngủ say lắm chị. Nên là có việc đó không quan tâm. Thì cho nên chị mới nói em ngủ trước hiểu không. Còn người ta muốn cưa gì ta cưa sao kệ người ta. Chứ nhiều khi mình chưa ngủ mà người ta cưa rồi mình khó ngủ. Thế còn em có tật xấu gì không? Cũng ngủ thì em lăn tùm lum hết chị. Nói em ngủ em cũng ngáy chứ. Em không ngáy. Lăn tùm lum hết phải không? Hôm nay ở ngoài là có em gái của Nguyệt đi theo. Bây giờ mời em gái vô ha. Chào anh rể tương lai biết đâu được. Rồi có ý kiến một vài cái nhận xét cho chương trình mình ha. Mời em gái. Rồi mời em. Chào em. Em chào chị. Em tên gì? Em tên Phẩm ạ. Phẩm? Dạ. Là ở nhà có mấy chị em? Dạ ba. Ba em là thứ mấy? Em là Út ạ. Út, còn ở đây thứ mấy? Dạ chị em là đầu. Đầu rồi tính giữa? Là anh trai ạ. À thôi bữa nay đi theo không, bây giờ mình tố chị hai xíu coi chị hai có tật xấu gì không. Xấu thì nhiều lắm chị. Ví dụ vài cái rồi nè. Nhạy cảm lắm, dễ khóc, không có mạnh mẽ lắm. Ừ. Ngủ thì một mình là nằm hết một ấy gì đó. Rồi nấu ăn hơi bừa bộn một xíu. Chị nấu xong rồi bài ra đó phải không? Dạ bài ra cho em dọn. Ừ, còn gì nữa không? Dạ nhiều quá, em nghĩ là chắc phải để anh khám phá thì nó mới thú vị. Đúng rồi, phải khám phá mới thú vị ha. Rồi bữa nay nè, nãy giờ nghe câu chuyện trước tiên là nhận xét anh trai bên này thấy như thế nào? Dạ em thấy anh chững chạc, điềm đạm mà có nói chung là nó trưởng thành á. Trưởng thành. Dạ. Anh trai nhỏ hơn chị em tuổi nha, em thấy sao, có vấn đề gì không? Dạ không, nhìn anh em thấy nó có gì đó nó cũng an toàn á. An toàn không? 100% chắc không? 100% 100% luôn, tận tình quá, chắc cú không? Dạ chắc. Có được trả giá không? Rồi ở nhà ba mẹ em như thế nào? Dạ ba mẹ em cũng nôn. Hôm nay chị đi tham gia lại nhà biết không? Dạ không ạ, chỉ có mình em. Tại chị để cho ba mẹ sự bất ngờ. À nhưng mà thường em thấy ba mẹ ở nhà có định hướng là để cho mình kiếm chồng là như thế nào vậy không? Có khi nào nói với con cái mấy chuyện đó không? Dạ có, nhưng mà cũng không có ép lắm. Cũng hối nhưng mà cũng để cho chị thoải mái. Rồi, bây giờ mình công tâm mà nói nè, công bằng mà nói nè, cho một cái nhận xét về cặp đôi của ngày hôm nay. Dạ em thấy được. Em thấy anh cũng có một cái gì đó hợp với chị. Rồi bây giờ xoay qua chị nói một câu khích lệ với chị đi, trước khi mà chị đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không đó. Em không biết là sau chương trình này á, là chị với anh có tiếp tục hay không. Nhưng mà em nghĩ là anh chị nên có một cái cơ hội mở lòng ra để tìm hiểu như thế nào. Còn về sau thì lúc đó tùy ở chị thôi. Miễn là chị cảm thấy vui với lại hạnh phúc. Đó chị xúc động sắm khóc mà thấy không? Thấy chưa? Thấy con người người ta vậy em dễ thương không? Rồi cảm ơn em gái. Em muốn nói gì với em gái không? Chị sẽ chọn theo cái cảm xúc của mình. Thì cũng cảm ơn những nhận xét của em. Thì sau cái buổi này thì cũng bắt đầu sẽ tìm hiểu. Hy vọng mình sẽ có một cái gì đó nó xa hơn nữa. Chứ không phải là chỉ như thế này. Dạ. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn. Thì Nguyệt đã rất là xúc động. Em có cảm nghĩ gì không? Trong cuộc sống nó còn nhiều thứ khác nữa. Cũng không nên dễ xúc động quá. Thì đó người ta hồi nãy em gái mới nói đó là khuyết điểm đó. Dạ. Nhưng mà đối với chị lại thấy như vậy là ưu điểm chứ không có gì là khuyết điểm hết trơn. Tại vì phụ nữ mà nếu mà có được một chút yếu đuối, một chút cảm xúc, bây giờ cuộc sống nó vội vã lắm, con người ta bị đơ cảm xúc hết rồi. Dạ. Nếu mà người mình vẫn còn luôn đầy cảm xúc như vậy, đó là một cái điều chị thấy rất là đặc biệt và đáng quý. Dạ. Em nghĩ cái đó cũng là một cái tốt. Thấy chị mạnh mẽ vậy đó, chỉ cần ai mà chỉ cần đụng chọt vô một chút xíu trúng một cái gì đó, cái cảm xúc của mình thôi là nó dâng tràn liền. Mà chị thấy cái đó là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm. Rồi, thôi đừng khóc nữa, bây giờ hát một bài hát đi nè, hát một câu cho nó vui lên chương trình nè. Em thì em không có thuộc nhiều, em chỉ thuộc được một đoạn thôi chị. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những yêu thương như qua mau.
không nói nên lời luôn. Còn em có gì tặng tao không? Dạ, em cũng không biết tặng gì. Hả? Đọc chuyện, đọc thơ. Ghét văn chương thi phú lắm chị. Thế em thích cái gì? À, em chỉ thích mấy cái thứ mà khoa học kỹ thuật. Khô lắm chị. Trời ơi, chán ông ghê. Thôi ông bóc cho tôi một câu hỏi đi nè. Ông nói ông thực hiện được, tôi quýnh ông chết. Đọc lớn lên cho tôi nghe. Gì? Ấy tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay, sau đó mỗi bạn nói một câu mật ngọt tặng cho nhau. Qua đây đi chị điều khiển cho. Dạ. Hai bạn đứng lên, đứng tựa lưng vào nhau. Rồi mỗi người sẽ nói lên cảm xúc của mình trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. 30 giây bắt đầu. Hai bạn quay lại nhìn nhau đi và ai nói trước, mỗi người sẽ tự nói một câu. Em nghĩ anh là một người đàn ông chững chàng, có suy nghĩ trưởng thành, có thể là chỗ dựa mà em cảm thấy an toàn. Ừ. Thì anh cũng tùy người ta nói mà, cái hôm nay là cái mình đến đây cũng là cái duyên dành cho anh với em. Mình cũng cố gắng anh dành những cái thời gian mà ngoài công việc để cho em, để mình có thể hiểu nhau, mình có thể đi nghĩ đến những cái gì đó xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn hai bạn, về chỗ đi ạ. Là một kỹ sư xây dựng ngôi nhà mơ ước của bạn, khi lấy vợ như thế nào? Số tiết kiệm hiện tại bao nhiêu? Là một kỹ sư xây dựng thì bạn đã xây dựng cái ngôi nhà mơ ước của mình đó, trong tương lai là như thế nào? Một ngôi nhà tương lai của em muốn có một cái sân ở giữa. Thứ nhất là nó tách biệt cái không gian với bên ngoài, nó tạo ra cái sự yên tĩnh bên trong. Thứ hai là nó gần gũi thiên nhiên. Em rất thích cái kiểu vườn của Nhật Bản á. Nó bên trong nó tĩnh lặng, mọi người có thể bước vào đó và cảm thấy nó bình yên trong cái ngôi nhà của mình. Đúng là kỹ sư xây dựng. Một câu hỏi cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ông quất thẳng cái nghĩa đen luôn. Một ngôi nhà rất đẹp và lý tưởng. Thích ngôi nhà như vậy không? Dạ có, em rất thích là thiên nhiên á chị. Để là có thể trồng rau. Để thực hiện ý tưởng đó thì mình phải có kinh tế. Câu hỏi thứ hai. Số tiết kiệm hiện tại là bao nhiêu ạ? Cái này thì em chỉ imply thôi. Tức là ấy thôi. Là nó cũng 200 triệu hơn. Rồi là mình xây được cái sân chưa? Cái ngôi nhà của mình xây được tới đâu rồi? Hiện giờ nếu mà cỡ đó thì chắc cũng phải cố gắng thêm 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa là thực hiện được cái ngôi nhà mà mình mới thiết kế phải không? Dạ, còn phải nhiều thứ nữa chị, còn đất nữa. Cái đó là tiền xây thôi chị. Trời đất ơi. Cái đó mới tiền xây thôi. Vậy bây giờ bao nhiêu năm nữa thì mình mới có được một cái gọi là an cư để lạc nghiệp? Theo kế hoạch em đang cố gắng khoảng đến năm gần 40 thì em sẽ có một cái ngôi nhà riêng của mình. 40? Tại sao là 40? Dạ, tại vì nó còn có những cái như trượt giá hoặc là cái tiền mất giá rồi này nọ. Trời ơi, ông kỹ quá, ông lo xa quá. Rồi bây giờ nhà có mấy anh chị em nè? Dạ ba. Ba anh chị em, giờ ba mẹ đang ở với ai? Dạ chung luôn ba. Chung ba anh chị em ở chung hết luôn? Dạ. Chưa ai lập gia đình hết hả? Dạ chưa. Ủa, là em là thứ mấy trong nhà? Em thứ hai. Em giữa. Bây giờ là ai nuôi bố mẹ? Thì ba mẹ vẫn cố gắng đi làm. Ồ, kinh tế ba mẹ vẫn tự ổn định, dạ, tự lo được cho mình luôn. Dạ. Rồi mai mốt lấy vợ ra riêng, ba mẹ có chia tài sản gì không? Dạ thôi, em thì quan điểm của em là cái của ba mẹ thì của ba mẹ, để ba mẹ hưởng. Còn mình, ba mẹ đã đầu tư cho mình đến mức này thì mình phải tự lo cho mình. Ăn học quá trời nhiều, dạ, năm rồi đúng không? Thôi, thật ra là 40 là một người đàn ông trung niên. Bạn này là bạn hơi gọi là nói nó hơi chắc cú thôi. Chứ thật ra là cũng đang trong cái tiến trình đang dần ổn định. À, mình nói trước nhiều quá mình bữa không qua. Thà mình, dạ, nói vậy cho nó chắc chắn. Coi như là cái mốc xa nhất cuối cùng là 40, dạ, là phải có đầy đủ đó đúng không? Dạ. Rồi, cố gắng nha, chị chúc em cỡ 35 em có rồi. Bây giờ thì mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chị tường, đồng ý thì chúng ta bấm nút thật mạnh, không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hai bên trái tim đã cùng phát sáng, chứng tỏ là chúng ta đã dành cho nhau cái cơ hội ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn đứng về một phía. Hôm nay rất là vui vì hai bạn đã đồng ý là hẹn hò với nhau. Giống như bạn trai nói, mình chậm mà chắc. Yeah. Hy vọng các bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu thật kỹ lưỡng để khi chúng ta đưa ra một cái quyết định thì chúng ta sẽ đi được với nhau một chặng đường dài trong cuộc đời. Hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn. Yeah. Cảm ơn rất là nhiều nha.